어떻게 우리가 보면 도리어 독점할 수 있는 장면을 놓친 경우가 그 아쉬움이 좀 있습니다. Vâng, có lẽ hình như anh là phóng viên của UAE đúng không ạ? Nếu mà anh là phóng viên của UAE thì có thể là anh cũng không hài lòng với cái thẻ đỏ đó, tôi cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi nghĩ là trọng tài đã chính xác với tình huống hôm đó, bởi vì là nếu như mà không có cái tình huống lỗi đó thì có thể chúng tôi đã ghi bàn luôn cơ. Tôi là thậm chí là còn tiếc bởi vì sao rồi thì không ghi bàn trực tiếp luôn. Xin hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo, có một sự trùng hợp ở bảng G là các đối thủ còn lại thường ưu tiên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Liệu điều này có phải là một sự thuận lợi đối với ông trong quá trình thi đấu với ba đội bóng, những đội bóng ở bảng G không ạ? (웃음) 매번 인터뷰 때 말씀드리는 것입니다. 포메이션이라는 것은 어떻게 숫자와의 계산입니다. 우리는 우리 베트남이 가장 잘할 수 있고 우리 베트남이 갖고 있는 선수들의 장점을 극대화시키는 것이라고 생각하기 때문에 그 포메에 대해서 너무 4-2-3-1, 포포톤이 뭐 그런 부분에 너무 저는 숫자에 불과한 상황이기 때문에 그런 저 개의치 않습니다. 저는 단지 우리 선수들이 가고 있는 장점을 어떻게 활용하느냐, 어떻게 하느냐가 중요하다는 것이 중요하지 않다. 지금 3백이 지금 모든 분들이 어떻게 생각하는 3백이 뭐 약간 그 구식의 축구라 그러는데 지금 기패에도 3백을 쓰는 팀도 맞습니다. 뭐 그런 부분을 저는 따라가진 않습니다만은 우리 베트남이 가장 축구를 할 수 있는 그 부분이 저는 잘할 수 있는 축구를 하는 것이 지금 이 부분이라 생각하고 있고 또 우리 그 부분이 지금 우리 선수들이 전술적으로 잘 임무를 숙지하고 있고 뭐 잘해주고 있습니다. Mỗi lần phỏng vấn thì tôi đều cứ phải trả lời rằng là về cái sơ đồ. Thực sự chúng ta cũng biết rằng là thực ra cái sơ đồ nó chỉ là cái phép tính của về những cái con số mà thôi. Chúng tôi sử dụng cái sơ đồ của chúng tôi là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã cực đại hóa được tối đa những cái ưu điểm của cầu thủ chúng tôi. Còn cái việc mà 4-2-3-1, 4-4-2 hay là bất cứ một cái sơ đồ đó thực ra nó chỉ là cái con số và thực sự tôi không quá quan tâm về các cái sơ đồ đó lắm đâu. Tôi chỉ muốn làm thế nào mà phát huy tối đa tốt nhất cái năng lực của cầu thủ Việt Nam thôi. Có người cũng bảo là bây giờ anh đá 4 trung vệ, 3 trung vệ, thực ra đó là cái sơ đồ cũ. Tôi nói thật là bây giờ thực ra ở có những giải đấu như EPL chẳng hạn, người ta cũng hiện nay cũng đang đá cái sơ đồ đó, có sao đâu. Và vấn đề quan trọng nhất là cầu thủ chúng tôi thì hiện nay họ đang rất hiểu rất rõ và thực hiện tốt cái sơ đồ, cái vị trí này của chúng tôi. Tôi hiểu, 질문하고 싶습니다. 그럼 퍼펙트로 전환되면 뭐가 우리의 장점입니까? Vấn đề đây là nếu như chúng ta chuyển sang 4 trung vệ thì không biết là chúng ta có lợi thế gì hay không nữa cơ. 한번 듣고 싶습니다, 조언을 듣고 싶습니다. 또 무슨 뭔 얘기 의견 của. 그 답을 안 해주시면 나도 법벽으로 전환할 생각이 있습니다. 그럼 nếu mà các anh tôi muốn nghe ý kiến của các lời khuyên của anh, nếu mà các anh có lời khuyên chính xác thì tôi sẽ chuyển sang đá 4 trung vệ ngay. Xin cảm ơn ông. 한국에 오시는 모양이죠? 예. 감사합니다.